Bên tiếng ngày hôm nay mình sẽ tóm tắt một câu chuyện cho các bạn. Bài câu chuyện này có tên là Hoàng thượng giả, Hoàng thượng giảm chân. Mọi người, thượng là khác nha. Hòa thượng là mấy ông thầy chùa, còn hoàng thượng mới là đức vua nha mọi người. Rồi hôm nay nghe mà tóm tắt nha. Ngày xưa, ngày xưa có một cậu nhóc, lúc nào á người ta cũng kêu cậu nhóc đi lên núi đập vỡ hết nha. Lúc nào cũng đi lên học võ hết, không có ở nhà. Ngày nào thì cậu đó cũng phải dậy sớm nè, rồi ăn sáng xong rồi cậu đó đi lên núi từ lúc 2 giờ đến tính 10 giờ tối thì cậu đó mới về, 2 giờ sáng đến 8 tính 12 giờ tối mới cậu đó mới về. Thì cậu đó rất là chăm chỉ học giỏi nha mọi người. Thì mình đặt sau câu chuyện này thì mình sẽ múa một vài động chiêu cho các bạn xem. Thì sau đây tiếp tục là lúc nào thì con cũng nói học, và cậu đó nó suy nghĩ là tại sao mình lại đi làm vất vả như vậy mà không có ai đi lên núi nấu cơm làm đồ ăn cho mình ăn hết vậy, mà cũng không cho mình đi ngủ hết vậy. Thì người ta mới, thì cậu nghĩ mình không cần đi học võ nữa. Thì đâu đó người thầy chùa mới thắc mắc tại sao giờ này cậu cũng chưa đến, cậu giảm chân cũng chưa đến nữa. Thì ông hoàng thượng ông hòa thượng á, ông mới thắc mắc và vô hỏi tại sao bây giờ cậu còn ngủ ở đây nữa. Thì giảm chân mới nói ông ơi con đã làm mất bao nhiêu là cái đôi giày rồi, con không muốn bị tốn tiền và tốn giày nữa đâu ạ. Thì sau đó ông thầy chùa mới nói cái cậu bé đó, con hãy đi theo ta, thì con hãy nhìn xuống lề đường coi con có thấy con có dấu chân không. Thì cậu thì giảm chân mới nói dạ con không có thấy một dấu chân của ai hết ạ. Thì cậu đó mới nói nữa, ủa đây là đâu phải là rừng bùn đâu mà có dấu chân ạ. Thì ông thầy chùa mới nói nữa, thì con đã biết tại sao chưa, con hãy nhìn xuống lề bùn đi. Những người mà đi xuống lề bùn, người ta phải trải qua bao nhiêu là thử thách đang chờ họ. Tại sao bây giờ con đi ở đường bình thường như vậy con không thấy khổ à? Thì đứa bé mới nói tiếp, dạ con biết rồi. Và ông mới hỏi tiếp, bây giờ con muốn trở thành một vị hòa thượng hòa thượng thật là cao có hay là một hoàng tượng bình thường suốt ngày đi ngủ hả? Bây giờ con có muốn trở thành một vị hoàng thượng cao cấp không? Thì cậu đó mới trả lời, và từ đó về sau cậu đó trở thành một vị hoàng thượng cao cấp. Hết chuyện rồi các bạn. Mấy bạn nào á mà thấy câu chuyện này hay hãy subscribe, like, share, đăng ký nút ở dưới để cho mình có nhiều động lực mình làm nhiều hơn nữa nha. Thành nãy mình đã hứa rồi, mình tập xong cái này thì mình sẽ cho các bạn xem những vài động tác tập đánh võ.
đánh khít cho đúng không? Rồi lộn. À, cái này chị đánh bỏ. Rồi rồi rồi, không có nhào lộn con. Rồi được rồi, chào tất cả mọi người đi con. Chào tất cả mọi người, thì tại sao bạn phải nghe tiếng đó? Thật ra là mẹ mình đang lại. Bye.